mèo và chuột mèo và chuột thường chơi với nhau khi còn nhỏ chúng thường chơi đuổi bắt tìm bọ cùng nhau hoặc đơn giản là phơi nắng trong một thời gian dài chúng là bạn thân và đồng hành của nhau thời gian trôi qua cả hai đều trưởng thành con mèo đã trở thành một con mèo lớn trong khi con chuột vẫn nhỏ hơn một ngày nọ khi đang băng qua một khu rừng rộng lớn mèo đột nhiên cảm thấy đói như thường lệ bụng nó réo ầm ĩ và nó nói với chuột bạn ơi tôi đói quá bạn có thể lấy cho tôi thứ gì đó để ăn không chuột tinh nghịch trả lời bạn đang trở nên béo hơn khi ăn thường xuyên nào chúng ta hãy tiếp tục khám phá trước con mèo không hài lòng nhưng đã làm theo lời chuột tuy nhiên bụng mèo đang réo to hơn sau mỗi bước nó đi mèo quyết định hỏi lại chuột à tôi đói rồi tôi cần ăn bạn có thể lấy cho tôi thứ gì đó để ăn không một lần nữa chuột trả lời không được đâu tôi hơi buồn ngủ rồi tôi muốn ngủ trưa ngay bây giờ điều này khiến mèo rất khó chịu trong cơn tức giận mèo ta nói đồ chuột bây giờ đi tìm cho tôi cái gì đó để ăn nếu không tôi sẽ ăn thịt bạn khi mèo nói điều này nó có thể cảm thấy bản năng săn mồi tự nhiên của mình lớn dần lên gần giống như một giọng nói thì thầm vào tai nó để thúc giục nó ăn thịt bạn mình. Mèo bắt đầu chảy nước giải một chút. Điều này khiến chuột giật mình. Chuột nhanh chóng trả lời, tôi biết có những chú gà con ở gần đây. Chúng ta sẽ bắt được một con. Ý nghĩ ăn thịt những chú gà con đã khiến mèo ngày càng thèm muốn chuột. Nó nghĩ đây là một ý tưởng hay, và thế là chúng cùng nhau vào chuồng gà. Chuột vội lẻn vào đánh lạc hướng gà mẹ trong khi đó mèo nhân cơ hội ăn trộm một chú gà con mèo ta nuốt chửng con gà ngay khi bắt được nó cảm thấy cồn cào mèo muốn nhiều hơn nữa không suy nghĩ mèo ta lẻn vào để bắt trộm một con gà khác tuy nhiên mèo lóng ngóng và bị gà mẹ phát hiện kêu cứu thảm thiết một người nông dân gần đó nghe thấy tiếng hét và nhìn thấy con mèo chạy ra khỏi chuồng anh ta bắt đầu đuổi theo con mèo và đánh nó bằng thanh gỗ của mình mèo bị thương nó chạy đến chỗ chuột và khiển trách bạn lừa tôi tôi muốn một con gà khác và người nông dân bất ngờ tấn công tôi tôi gần như đã bị bắt chuột trùng mình đáp sao bạn háo ăn thế mèo bực mình vì chuyện đã xảy ra nhưng sự việc đã khiến nó mệt mỏi do đó chúng quyết định nghỉ ngơi ngày hôm sau mèo và chuột tiếp tục khám phá khu rừng một lần nữa mèo tham ăn lại cảm thấy đói như trước mèo lại yêu cầu chuột đi kiếm gì đó cho tôi ăn nếu không tôi sẽ ăn thịt bạn chuột đã cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bạn mình đối với mình nó không ngần ngại trả lời tôi được biết tối nay sẽ có một gia đình làm bánh quy đi kiếm chút gì ăn đi mèo đi theo chuột từ phía sau trong khi nó cố gắng tìm đường đến ngôi nhà bánh quy khi chúng đến gần ngôi nhà cả hai có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh quy vani ở xung quanh Chuột chạy về phía ngôi nhà và đánh hơi xung quanh để xem nó có thể vào bằng cách nào. Nó tìm thấy một cái lỗ nhỏ và đào đường vào nhà. Sau khi vào trong, chuột rón rén đi quanh nhà và cuối cùng tìm thấy chiếc đĩa đựng bánh quy. Một cách bí mật, chuột ta lấy trộn một ít bánh quy và lén lút ra ngoài. Của bạn đây. Chuột vừa nói vừa đưa những chiếc bánh cho mèo đang sốt ruột đợi bên ngoài. Sau đó chuột nói, bây giờ tôi đã làm những gì tôi đã nói tôi đi đây nói xong chuột lao đi sau đó mèo ngấu nghiến những chiếc bánh quy và tự nghĩ những chiếc bánh quy này thật ngon tôi muốn nhiều hơn nữa nó quyết định vào nhà để lấy thêm bánh quy cho mình bằng cách làm theo cách chuột vào tuy nhiên mèo lớn hơn và quá vụng về trong khi với lấy những chiếc bánh quy trên bàn móng vuốt của nó đã vô tình vướng vào khăn trải bàn nó kéo cả đĩa bánh quy xuống và tất cả các món đồ đều rơi xuống đất chúng vỡ tan và tạo ra rất nhiều tiếng ồn tiêu mình rồi con mèo thầm nghĩ nó cố thoát ra ngoài nhanh nhất có thể tuy nhiên tiếng ồn ào lớn đã báo động cho chủ nhân của ngôi nhà mèo nghe thấy tiếng gầm gừ và dậm chân tiến lại gần bếp âm thanh to hơn nhanh hơn và gần hơn vào lúc đó mèo chết lặng vì sợ hãi nó chưa kịp quay lưng lại để trốn thì một con gấu đã đứng ngay trước mặt nó trong bếp mèo đã vào nhà gấu gấu vô cùng tức giận vồ lấy mèo nó bị đuổi ra khỏi nhà gấu với một vết thâm trên mắt con mèo lê cả hai chân và kêu gừ gừ khi chạy trốn vào rừng khi mèo trở lại rừng nó gặp lại chuột đang ngủ trưa gần đó nó đánh thức chuột bằng một giọng lớn bạn thật đáng ghét khi nói dối tôi về chiếc bánh quy của con gấu con gấu đã bắt được tôi hãy nhìn những gì nó đã làm với mắt tôi này con chuột vặn lại sao bạn háo ăn thế mèo nói chuột ơi hãy đi kiếm thức ăn với tôi tôi vẫn còn cảm thấy đói nếu không tôi sẽ phải ăn thịt bạn chuột trả lời tôi biết có người mới câu được ít cá ngày hôm qua họ đặt cá vào một cái xô trong hầm và chúng ta có thể lấy một ít mèo trả lời được nếu tôi bị bắt, bạn cần phải giúp tôi. Tất nhiên rồi. Chuột nghe răng cười. Chuột dẫn mèo đến hầm và chúng chui vào qua một cái lỗ ở lối vào. Có rất nhiều cá trong xô. Con mèo quá phấn khích nên há miệng và ăn ngấu nghiến. Mèo nghĩ, mình cần thêm thời gian để từ từ thưởng thức và ăn hết số cá này trước khi rời đi. Chuột cũng cảm thấy đói và tham gia vào bữa tiệc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó sẽ chạy quanh lối vào sau khi ăn một ít cá tò mò mèo hỏi chuột ơi sao bạn cứ chạy ra cửa rồi quay lại ăn vậy chuột lo lắng thì thầm tôi phải xem có ai đến không đừng ăn quá nhiều nếu không bạn sẽ không thể chạy được mèo không để ý đến lời khuyên mà thản nhiên đáp tôi sẽ ăn hết cá trong xô lần này người nông dân nghe thấy âm thanh của những tiếng động từ hầm anh bắt đầu đi về hướng của chúng ngay khi chuột phát hiện ra bóng của người nông dân chú ta vội vàng tẩu thoát chạy đi mèo ơi chuột ta la với lại mèo dò dẫm và cố gắng chạy theo nhưng nó đã quá no cái bụng phình to của nó bị mắc kẹt ở lối vào của cái lỗ và nó không thể thoát ra được người nông dân bắt được mèo và trừng phạt mèo bằng thanh gỗ của mình chuột tìm cách chạy trở lại rừng nó nhếch mép nghĩ thầm mèo phải bị trừng phạt vì sự tham lam của mình